mốt ra chợ thành thì ngay chịu hô hấp đã. Chứ cho mình giải thiệu lòng tôm mình cũng được làm đó. Nếu nó mà cho mình nhảy giá điệu mà tự chọn ngon rồi. Tự chọn mới được chứ mà bắt theo của ta cho được. Đúng điệu nó sao nhảy được, biết đâu nhảy. Không, mấy đứa nhỏ nhỏ nó có cái mấy trò chơi mà nó chớp lên nó cho mấy cái hình nó gần cái theo cái hình đó. Ồ, ghé cái nhà sách này, cậu vô hỏi hai cái sách này coi. Sao không? Nhà sách lớn đây nè. Nhà sách gì đó, Nguyễn, ai biết à. Ừ, tên chị gọi con ghé đó. Cái sách mới thì nó dễ mua, cái mới thì nó có. Sách bự đâu đây hả? Ở ở đây á. Thì rồi, mình ghé mà coi mực á, kinh á. Mưa lâm râm rồi đó. Đấy, này không? Công ty phát hành sách bữa nào với đâu á, còn ghé còn coi.